Omega, một thương hiệu đồng hồ có lẽ là chúng ta sẽ không còn xa lạ gì nữa, và cũng đã nghe rất là nhiều những cái thông tin ví dụ như là cuộc cạnh tranh trực tiếp và đối đầu trực tiếp giữa Omega và Rolex. Thực tế thì độ nhận diện thương hiệu của Omega cũng chỉ đứng sau Rolex và đứng thứ hai trên toàn thế giới nhá. Vậy thì với sự nổi tiếng của mình như thế thì Omega chắc hẳn là sẽ có rất là nhiều những cái điều thú vị mà các bạn chưa biết. Thì trong video này mình sẽ mang tới cho các bạn những thông tin 10 điều thú vị về đồng hồ Omega nhé. Nào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Đồng Hồ Hải Triều. Đầu tiên thì có lẽ là chúng ta không thể nào mà bỏ qua được nguồn gốc của cái tên Omega, đúng không? Thì vào năm 1848, chàng thanh niên 23 tuổi có tên là Rich Brett đã thành lập công ty chế tác đồng hồ tại La Chaux-de-Fonds, Thụy Sĩ. Đến năm 1877, hai người con trai của ông là Rich Paul và Sasha đã tiếp bước công việc kinh doanh của mình khi mà họ đã đổi tên công ty thành Rolex Brett & Fields. Và năm 1894 thì công ty này đã sản xuất một bộ máy đồng hồ có tên là Omega Calibre, cực kỳ chính xác và rất dễ sửa chữa nếu như mà gặp sự cố. Bộ máy này thì đã làm nên thành công vang dội trên toàn cầu. Nó thành công tới mức mà sau này công ty đã đổi tên thành Omega Watch & Co vào năm 1903. Điều thứ hai khi mà chúng ta nhắc tới đồng hồ cơ đó chính là khả năng đếm giờ cực kỳ chính xác. Thì vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, trước khi mà đồng hồ Quartz cùng với hệ thống GPS được ra đời, thì chiếc đồng hồ đếm giờ hoàn hảo nhất và chính xác nhất cho tới thời điểm bây giờ đó chính là đồng hồ cơ. Và để thúc đẩy được sự phát triển của ngành công nghiệp này thì cuộc kiểm tra Observatory đã được ra mắt. Cuộc kiểm tra này là tổng hợp của rất nhiều bài kiểm tra nhỏ trên rất nhiều đồng hồ ở nhiều dòng khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định. Có rất nhiều hãng đồng hồ danh tiếng hàng đầu thế giới đã gửi sản phẩm của mình tới tham gia cuộc kiểm tra này. Và đến đây thì có lẽ là các bạn đã đoán được một phần kết quả rồi đấy. Omega đã giành chiến thắng ngoạn mục trong phần lớn những bài kiểm tra và lập một con số kỷ lục thế giới. Omega đã dẫn đầu trong tất cả 6 hạng mục tại Observatory vào năm 1931. Trước cùng năm đó thì Omega đã đưa ra một câu slogan là Omega is just time flies. Hoàn toàn không phải là khoa trương mà đó là điều mà Omega xứng đáng nhận được. Điều thú vị thứ ba là khám phá vũ trụ. Thì vào mùa thu năm 1962, một nhóm phi hành gia trong đó có Walter Schindra và Leroy Walter Cooper đã vào một cửa hàng đồng hồ để tìm kiếm một chiếc đồng hồ để có thể phù hợp cho mình trong cái chuyến du hành trên tàu Mercury. Và họ đã rời cửa hàng cùng với một chiếc đồng hồ Omega Speedmaster. Chính điều này đã bắt đầu viết nên một cái trang sử mới của dòng đồng hồ này gắn liền với những du hành vào không gian. Những chuyến du hành vũ trụ thì vốn tốn rất là nhiều tiền và NASA có nhiệm vụ phải đảm bảo rằng những trang thiết bị được sử dụng trên tàu phải được đạt chuẩn. Họ đã thử rất là nhiều mẫu đồng hồ của các thương hiệu danh tiếng và chính xác là vào ngày 1 tháng 3 năm 1965 thì NASA đã chọn được chiếc đồng hồ tốt nhất là chiếc Speedmaster Rep 105003. Sau đó thì như chúng ta đã biết, vào ngày 21 tháng 7 năm 1969, Neil Armstrong là người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng, nhưng mà ông đã phải bỏ lại chiếc đồng hồ trên tàu do đồng hồ trên bảng mạch đã bị hỏng. Và đi cùng chuyến du hành với Neil Armstrong thì có Buzz Aldrin. Ông đã bước ra cùng với chiếc Omega Speedmaster ở trên tay vẫn còn hoạt động rất là tốt. Và chiếc đồng hồ Speedmaster Professional đã được ghi nhận là chiếc đồng hồ đầu tiên được đeo trên mặt trăng. Tới đây có một điều mà mình nghĩ là chúng ta không cần phải nói quá nhiều nữa, khi mà thực tế Omega đây là một thương hiệu đồng hồ của rất nhiều người nổi tiếng, từ chính trị gia cho tới ngôi sao Hollywood. Ví dụ như là Tổng thống Liên Xô thì thường xuất hiện với chiếc đồng hồ Omega Constellation Manhattan bằng vàng, hay là giáo hoàng John Paul II đeo một chiếc Omega Divine Classic này, hay Elvis Presley thì cũng đeo một chiếc Omega khi mà quay phim tại Đức. Và một người nữa từng đeo một chiếc đồng hồ Omega cực kỳ nổi tiếng nhưng không thể không nhắc tới, đó chính là Tổng thống thứ 35 của Hoa Kỳ John F. Kennedy. Ngày nay thì chiếc đồng hồ này được lưu trữ tại bảo tàng của Omega. Sẽ không còn lạ gì khi mà chúng ta nhắc tới Omega là vị vua biển cả. Vào năm 1948, Omega đã cho ra mắt dòng sản phẩm là Seamaster để kỷ niệm 100 năm thành lập của thương hiệu này. Và đây cũng chính là một cái dòng sản phẩm có thể nói là lâu đời nhất của hãng và được duy trì cho tới ngày hôm nay, bên cạnh với Speedmaster Constellation cũng như là Divine. Dòng đồng hồ này thì được thiết kế rất là giống với các mẫu đồng hồ Omega làm cho quân đội Anh ở Thế chiến thế giới thứ hai. Vào năm 1957 thì Omega cho ra mắt sản phẩm đồng hồ cao cấp Seamaster 300, được rất nhiều đơn vị hải quân sử dụng làm mẫu đồng hồ chính thức cho các sĩ quan của mình. Omega đã trình làm mẫu flagship đồng hồ lặn chuyên dụng Seamaster 600 vào năm 1970. Chiếc đồng hồ này đã được thử nghiệm có thể chịu được độ sâu 1.000m dưới mực nước biển tại bờ biển Marseille. Vì thế cho đến ngày nay, đồng hồ Omega Seamaster vẫn là cái tên gắn liền với thợ lặn chuyên nghiệp. Một điều nữa mà thương hiệu Omega có thể làm được đó chính là đếm giờ cho Olympic. Thì chiếc đồng hồ chronograph đầu tiên của Omega được ra đời vào năm 1898 và chỉ mất 10 năm sau đó thôi thì những chiếc đồng hồ này đã chính thức được sử dụng để đếm giờ cho 16 môn thể thao tại Olympic.
Quay trở lại một chút, sau khi mà thắng cả 6 hạng mục trong cuộc kiểm tra Observatory vào năm 1931 thì tiếng tăm của đồng hồ Omega ngày càng vang dội và họ được chỉ định là hãng đồng hồ đếm giờ chính thức cho Olympic năm 1932 tại Los Angeles. Và đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Olympic mà một hãng đồng hồ chịu trách nhiệm đếm giờ cho tất cả các môn thể thao. Đến với một điều thú vị nữa của thương hiệu Omega, đó chính là hoàn toàn chống lại thời trường. Vào năm 2013 thì Omega lần đầu tiên cho ra mắt một bộ máy đầu tiên có khả năng chống lại thời trường lớn hơn 15.000 Gauss, vượt xa bất cứ bộ máy chống thời trường nào hiện có trên thị trường lúc bấy giờ. Nếu như những chiếc đồng hồ có khả năng chống thời trường của các thương hiệu khác là sử dụng một tấm sắt từ ở bên trong giúp phân tán trường điện từ để nó không tác động lên chiếc đồng hồ ấy, thì Omega lại dùng cách khác. Họ thiết kế một bộ máy với những chi tiết quan trọng được làm từ những vật liệu không nhiễm từ tính. Với cách làm này thì giúp họ có thể đặt thêm khung hiển thị ngày và bộ máy đồng hồ có thể nhìn thấy từ phía sau, điều mà những chiếc đồng hồ chống thời trường trước đó không thể làm được. Còn tại Base World 2015 thì Omega giới thiệu bộ máy đồng hồ hoàn toàn mới Master Chronograph. Đây cũng là phiên bản đồng hồ sử dụng công nghệ chống từ của Omega có tên là Omega Global Master. Nếu như bạn từng xem bộ phim Điệp viên 007 nổi tiếng một thời thì có lẽ là sẽ không xa lạ gì với diễn viên James Bond nữa, đúng không nào? Đây là một diễn viên nổi tiếng và rất là giàu có. Ông đã từng đem rất là nhiều những cái thương hiệu đồng hồ khác nhau, nhưng mà cho tới thời điểm hiện tại thì không một hãng đồng hồ nào có thể nói là gần gũi và thân thiết với Điệp viên 007 như là Omega. Kể từ đó thì ông luôn đeo đồng hồ Omega trong những bộ phim tiếp theo của mình, ví dụ như The World Is Not Enough, này, Casino Royale, Spectre, Tomorrow Never Dies hay là bộ phim Die Another Day. Điều thú vị thứ 9 đó chính là ra đời với cơ chế Coaxial Escapement. Khi mà ra mắt thị trường thì mục tiêu của thương hiệu Omega duy nhất là tạo nên sự chính xác trong việc đếm thời gian. Và một trong những cách để tăng độ chính xác cho chiếc đồng hồ đó chính là một bộ thoát chịu rất ít lực ma sát. Chính vì thế vào năm 1999 thì Omega đã cho ra mắt máy Coaxial Calibre 2500. Đây là một cơ chế hoàn toàn mới thay cho hệ thống cũ đã được sử dụng trong khoảng 250 năm. Đến đây thì hãy cùng mình điểm qua và nhìn ngắm lại những cái bộ sưu tập nổi bật nhất của thương hiệu Omega. Cụ thể thì chúng ta sẽ có 5 cái tên sau đây. Đầu tiên là Omega Seamaster này, thứ hai Omega Constellation, thứ ba Omega Speedmaster, thứ tư Omega The Diver và cuối cùng Omega Flawrock. Đến với Omega Seamaster thì được ra mắt vào năm 1948 lần đầu tiên, được mệnh danh là bậc thầy biển cả với độ bền cao này. Ngoài ra, đặc trưng cốt lõi của dòng đồng hồ này là khả năng chống nước cho thợ lặn, nhưng chúng cũng rất là đa dụng, phù hợp từ thể thao chuyên nghiệp cho tới việc chúng ta đeo thường ngày. Dĩ nhiên là có rất là nhiều những cái phong cách khác nhau, nhưng mà ở Seamaster thì nổi tiếng nhất vẫn là các thiết kế đồng hồ lặn chuyên nghiệp như là Omega Speedmaster Professional 300m và loại Planet Ocean 600m. Đến với Omega Constellation được ra mắt năm 1952, đây là những chiếc đồng hồ đeo tay chronometer, máy đo thời gian có độ chính xác cao. Như nhiều dòng Omega khác thì Constellation được phát triển dưới nhiều hình dáng và chân khác nhau, nổi tiếng hơn hết là Pie Pen, mặt úp của chảo nướng bánh năm 1960 này, hay là Manhattan năm 1982. Omega Speedmaster được ra mắt năm 1957. Nếu như bạn hỏi dòng đồng hồ nào của Omega nổi tiếng nhất thì có lẽ chính là Speedmaster Moonwatch, được sử dụng bởi NASA trong chương trình Apollo và được phi hành gia Buzz Aldrin đeo khi mà ông bước đi trên mặt trăng. Dòng đồng hồ này là chiếc đồng hồ duy nhất vượt qua các bài kiểm tra từ trường, mất trọng lực, thay đổi nhiệt độ từ -18 đến +93 độ C, chấn động và rung động cực độ của NASA để làm đồng hồ chính thức cho các phi hành gia. Dòng sản phẩm thứ tư Omega Diver được giới thiệu vào năm 1967 với tư cách là một bộ sưu tập con của Seamaster. Nó đơn giản hơn, thiên về thanh lịch hơn thay vì chỉ mỗi sự rắn giỏi chỉ để chơi thể thao lặn. Cho đến ngày nay thì bộ sưu tập này thực sự được yêu thích rộng rãi, dù không nổi tiếng nhất nhưng nó vẫn có một cái độ phổ biến cao trong các dòng đồng hồ Omega hiện nay. Và cuối cùng Omega Flawrock, như tên gọi của mình thì Flawrock thực sự là một thành viên của dòng Seamaster. Có điều nó khác là kiểu dáng của nó khá là độc đáo và khác biệt. Kích cỡ của những chiếc đồng hồ này cũng khổng lồ và sẽ phù hợp với những anh chàng có cổ tay to, bởi thế nó không thực sự quá đa dụng dành cho người chơi đồng hồ. Bù lại thì giới sưu tầm chưa bao giờ hết ngừng khen ngợi cho dòng đồng hồ này. Như vậy thì chúng ta đã đi qua được những cái thông tin mà có thể nói là khá là thú vị về thương hiệu đồng hồ Omega, đúng không nào? Bây giờ thì không biết là các bạn còn có những cái thắc mắc và mong muốn là mình sẽ mang tiếp về cho các bạn những cái video nào bổ ích hay là không thì đừng quên chia sẻ bên dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ hãy like, share, subscribe cho kênh Đồ Hoài Chiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye!